Chào tất cả các anh em. Thời đại 4.0 rồi, chiếc điện thoại của chúng ta không chỉ là vật để nghe, gọi cũng như sử dụng tất cả các hiệu năng của nó, mà em nó cũng là một vật để cho anh em trang trí khi ra ngoài đường. Đấy ạ. Thì hiện tại Omider của em ngoài bán những chiếc điện thoại sang xịn mịn ra, bên em có đầy đủ tất cả các phụ kiện từ ốp đến len mọi người nhá. Hôm nay em lên cho anh em một chiếc len, đó là len Qzoom, để bảo vệ chiếc len của anh em và cũng như là tôn lên sự vẻ đẹp của một chiếc máy. Mọi người cùng mình xem dán len như thế nào nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và cũng như xem clip vừa rồi. Đấy, hãy like và subscribe mình nhá, để có thể trải nghiệm hơn, nhiều phụ kiện hơn ở bên 1066 Trần Hưng Đạo, Ovender nhá. Cảm ơn. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened, no, what